cung đoạn này đổ rất là khó. Khá là lớn, 150 ampe. Các bạn xem cầu của em nó đây, và đây là hệ thống hộp số các bạn nhé, rất là to. Chiếc xe này có cái trang bị hệ thống phanh rất kê, và đây là lốp sau các bạn nhé. Các bạn thấy lốp sau của nó là 700/16, rất là lớn. Tương tự là chiếc xe bên này cũng được trang bị như vậy. Chiếc xe thứ hai này thì máy là 36 các bạn nhé. Trong đây là chiếc máy xúc Volvo 150.
này hai chiếc xe công lồng full size cỡ lớn sẽ đi vào con đường nhỏ ở trong này các bạn nhé. Con đường đi vào trong trang trại khá là khá đi. Phải nói là cũng như là đẹp.